Cụ thể, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ các dự án của ngành văn hóa và thể thao đã cho biết dự án nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch có vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm đang được lập báo cáo tiền khả thi. Theo Sở Văn hóa Thể thao, việc triển khai dự án đang gặp khó khăn do phải chờ cơ quan có thẩm quyền cấp vốn, chuẩn bị đầu tư để thực hiện công tác lập nhiệm vụ thiết kế và tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình theo quy định, nên đã đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chuyển giao các sở ngành liên quan bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Trong lúc việc đền bù giải tỏa cho người dân mất đất tại Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết, thì việc yêu cầu cấp vốn ngân sách để xây dựng nhà hát có thích hợp? Trao đổi với chúng tôi hôm 12 tháng 3 năm 2019, một người dân mất nhà ở Thủ Thiêm không muốn nêu tên cho biết. Dạ, theo tôi nghĩ thì không nên làm bởi vì chưa có giải quyết cho người dân Thủ Thiêm. Về vấn đề nhà cửa đất đai đó, nó còn đang lu bu. Mà không biết chính phủ là như thế nào thì mình cũng không hiểu được họ. Về vấn đề này á, thì chắc là bà con biết được là bà con cũng phản ứng. Theo bà nghĩ, nhà nước nên để số tiền xây nhà hát và việc ổn định cuộc sống cho người dân, rồi sau đó muốn làm gì thì làm, bà nói tiếp. Chứ bây giờ mà nếu mà mở nhà hát là ai vô đó mà coi. Nhưng mà bây giờ thì tới đây thì chắc có thể mấy ổng nghĩ là tới đây cái nước ngoài đồ vô này kia nọ, mấy ổng phải có cái nhà hát lớn để mà cho có cái mặt đó mà. Thì theo tôi nghĩ vậy thôi, còn đơn giản vậy thôi. Yeah. Mà mấy ổng thì không có nghĩ về vấn đề là cái người dân nó đang khó khăn, đang khổ. Người dân đang khổ này không phải là do người dân làm biếng làm, hay là người dân không có lo làm ăn, lo ăn chơi gì. Mà cái này là nhà nước, chính quyền, lấy đất của dân, đền bù không thỏa đáng là một số đất ngoài danh là cũng lấy của bà con mà cũng chưa có giải quyết được. Còn ông Ca, một cư dân Thủ Thiêm thì cho rằng tiền đền bù còn không có thì có tiền để xây dựng gì? Về vấn đề về xây dựng nhà hát thì chúng tôi không thực sự quan tâm lắm. Tại vì nói chung là người ta chỉ đưa ra cái dư luận thôi, mà hiện nay người ta có tiền đâu mà người ta làm. Người ta đưa lên với mục đích là người ta làm một cái gì đó, hay là lái dư luận một vấn đề khác thôi, chứ không phải vấn đề nào đó thôi. Chứ còn vấn đề là thực chất là bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh không có tiền. Ngay cái vấn đề giải tỏa khu đô thị mới Thủ Thiêm bây giờ đền bù cho dân người ta cũng chả có tiền. Hết người ta bí thư Thành ủy cứ hứa là tháng 12 năm 2018 giải quyết, bây giờ lại không giải quyết được, bây giờ lại trong năm 2019. Người ta chỉ nói vậy thôi cho lừa dư luận thôi chứ cũng không làm được cái gì đâu. Theo Sở Văn hóa Thể thao, thời gian thực hiện dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm là từ năm 2019 đến năm 2022. Trong đó năm 2019-2020 tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình và hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công theo đúng quy định. Do đó đây là thời điểm thích hợp để được cấp vốn. Cố Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm khi trả lời đã cho Tự Do trước đây từng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn nhất Việt Nam, cho nên nhà hát nhạc vũ kịch giao hưởng lớn hay một quảng trường cho xứng đáng thì cũng là cần thiết. Nhưng những việc ấy Việt Nam nên có trong tương lai khi mức sống của nhân dân đã lên cao hơn hiện nay, hay ít ra cũng phải là nước thu nhập trung bình ở lớp trên. Chứ hiện nay Việt Nam đang là nước thu nhập trung bình ở lớp dưới. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng là người bị cưỡng chế đất tại Thủ Thiêm cho biết ý kiến của mình. Chúng tôi đó không chống bất cứ một cái công trình văn hóa nghệ thuật nào tại Thủ Thiêm. Trái lại, chúng tôi hoan nghênh việc đó vì thành phố cũng cần, quy hoạch nó cũng cần. Thì cái trung tâm này, cái nhà hát Thủ Thiêm này chúng tôi không có chống, nhưng mà ở thời điểm nào, trên vùng đất của ai, đó là vấn đề mà chúng tôi đặt ra, là đền bù như thế nào trong người dân và các khu vực Thủ Thiêm máu, nước mắt, mồ hôi, tù đầy, sỉ nhục và khổ đau, dân ly tán mà bây giờ say, không lo tròn cái trách nhiệm là đền bù, trả lại tài sản người dân, đền bù đúng chính sách pháp luật, mà lại làm cái việc xây dựng cái đó là nó không có đúng. Và nó lạc hậu và nó vô đạo đức. Chúng tôi nói thẳng cho những kẻ như vậy.
tại sao không đề xuất cái nhà nguyện của chúng tôi, nhà thờ, trường học trả lại cho người dân, mà lại là đi làm cái nhà, nhất là làm cái nhà hát như vậy trong lúc này, trong thời điểm này, trên vùng đất như vậy. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong các ưu tiên về phát triển kinh tế xã hội văn hóa, thì các ưu tiên về phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng rất quan trọng. Trong đó chủ yếu là đường giao thông, trường học, trại y tế, đó là những việc cấp bách hơn rất nhiều. Còn một quảng trường như thế, nhà hát như thế, trong bản thiết kế thì được, chứ đưa ra để xây dựng ngay thì cần phải tính toán, vì bây giờ còn rất nhiều vấn đề ưu tiên hơn, mà chưa kể đang là vấn đề tranh chấp đất đai nữa. Gần 20 năm qua, nhiều hộ dân tại Thủ Thiêm bị di dời mà không được bồi thường một cách hợp lý. Chưa kể trong đó rất nhiều người bị cưỡng chế lấy nhà mà không được đền bù. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhận nhiều lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Tuy nhiên hiện nay, họ cũng chỉ biết chờ đợi. Liên quan tiến trình giải quyết khiếu kiện ở Thủ Thiêm, người dân không muốn nêu tên cho biết. Dạ chưa, nhưng mà hôm rồi thì thanh tra chính phủ có báo cáo là với Thủ tướng chính phủ đề nghị Thủ tướng chính phủ là cho họ thanh tra lại toàn diện Thủ Thiêm. Một là thanh tra lại toàn diện Thủ Thiêm, còn hai nữa là để giải quyết cho bà con Thủ Thiêm. Thì cái này tụi bà con Thủ Thiêm cũng đang chờ đợi. Thì nhà nước nói, chính quyền nói thì người dân cũng tôn trọng là nói để chờ đợi một hai tháng. Một vài tháng coi có như thế nào. Nhưng chưa có nghe ai nói gì. Còn ông Ca thì bức xúc với cách giải quyết mỗi người nói một kiểu của các vị lãnh đạo chính phủ. Không ai nói gì hết. Như hôm vừa rồi, mùng 5 tháng 3 vừa rồi đó, ông Võ Văn Hoành, chánh văn phòng thành phố, ông mới nói là trong 2019 thì sẽ giải quyết xong, và bây giờ Trung ương đang cơ bản hoàn tất cái kết luận cuối cùng và thanh tra. Nhưng mà thực chất có thanh tra đâu mà kết luận, người ta chỉ có nói tầm bậy. Dạ. Tại vì hiện nay mà chúng tôi ra ngoài Hà Nội làm thì Phó Tổng Thanh tra Chính phủ người đã hứa hẹn rằng sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ lập một cái đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mà cái đoàn thanh tra chưa có. Và ngày 5 tháng 3, ông Võ Văn Hoành, chánh văn phòng thành phố, ông ấy nói là Trung ương đang hoàn thiện cái kết luận thanh tra toàn diện Thủ Thiêm. Nó nói không có cơ sở gì mà nói vậy. Mà Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh là một người có trình độ, có am hiểu mà nói không đúng luật pháp. Nói một cách là nói dối trắng trợn. Yeah. Nói cái kiểu theo dân gian nói là nói lừa, để lừa đảo. Người dân Thủ Thiêm cho biết họ không cần cái nhà hát này. Dân lao động như bà làm gì cần mấy cái đó. Vì bản thân bà đến cái tivi đẹp mà để coi còn chưa có, thì cần nhà hát làm gì? Người dân Thủ Thiêm chỉ cần muốn, khi chính phủ lấy nhà của dân, thì phải có quyết định thu hồi và đền bù thỏa đáng. Đúng như nghị quyết của đảng nói là, giải tỏa thì chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ cũ. Nếu được như vậy, thì không ai còn khiếu nại gì hết. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết, việc thanh tra chính phủ hứa sẽ kiến nghị chính phủ thanh tra lại toàn diện Thủ Thiêm cũng sẽ kéo dài rất lâu để có quyết định của Thủ tướng, rồi điều tra, rồi lại cũng ngâm nữa. Theo ông, họ đập nhà người ta rất nhanh, bắt nhốt ai rất nhanh, nhưng khắc phục hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng thì họ không làm, không làm nổi.